đang lại thách thức công an để câu khách. Trong tuần cuối tháng 4 năm 2019, nhóm Green Cheese đã tiến hành một số hoạt động quảng bá cuốn sách phản kháng phi bạo lực của Phạm Đoan Trang vì nhiều mục đích. Cụ thể, đầu tháng 8 năm 2017, Phạm Đoan Trang soạn xong một cuốn sách mang tên Phản kháng phi bạo lực. Đây là một cuốn sổ tay dài hơn 600 trang, hướng dẫn cách phát động một cuộc cách mạng đường phố dưới hình thức phi bạo lực để lật đổ nhà nước. Ở lời nói đầu, Trang cho biết, sách được xây dựng dựa trên nội dung cuốn Bản thiết kế cho cuộc cách mạng của Stra Popovic, người lãnh đạo phong trào Otpo ở Serbia và được trang minh họa bằng các ví dụ từ hoạt động của giới chống đối ở Việt Nam. Sách được ra mắt như một hoạt động của nhóm Haychen và được bán trên Amazon từ ngày 19 tháng 10 năm 2017. Ngày 27 tháng 3 năm 2019, cơ quan công an tạm giữ Cao Vĩnh Thịnh, một thành viên trong nhóm Green Cheese của Phạm Đoan Trang, để hỏi về ba vấn đề. Là phim tài liệu đừng sợ, dự án VOT Radio và dự định in cuốn phản kháng phi bạo lực. Ngày 20 tháng 4, Đoan Trang viết một bài mang tên Hãy bắt tôi nếu có thể để hô hoáng trên Facebook rằng Trang là người bỏ tiền ra để in cuốn sách, nhờ Cao Vĩnh Thịnh đi tìm chỗ in. Chữ Thịnh và các nhà sách không có liên quan sâu đến việc đó. Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ, ta sẽ thấy khả năng Phạm Đoan Trang viết bài này để đỡ đạn hộ Cao Vĩnh Thịnh rất khó xảy ra. Công an đương nhiên phải chú ý đến Trang Hương Thịnh ngay từ đầu, vì người soạn sách là Trang, chứ không phải là Thịnh. Vì vậy, người đọc có quyền nghi ngờ rằng Đoan Trang viết bài vì một số mục đích khác, như che giấu đường dây in sách, hoặc đánh bóng tên tuổi, hoặc đánh bóng tên tuổi cho Green Cheese và cho bản thân Trang. Qua việc Green loay hoay đổi tên phim tài liệu từ đừng sợ thành sợ để được tiếp tục lên báo khi sự kiện đã qua, có thể thấy động lực tự đánh bóng tên tuổi này là có thật. Dù gì đi nữa, cuốn phản kháng phi bạo lực cũng là tiết lộ những lời nói dối của Phạm Đoan Trang nội dung sách cho thấy trang chỉ lợi dụng những hoạt động dân sinh như đánh bot hoặc bảo vệ môi trường làm vỏ bọc và cần cầu khách để phục vụ mục đích lật đổ nhà nước việt nam một mục đích không phù hợp với quy định của pháp luật